Chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của shop cọ lửa BCB, là niềm tin, là điểm đến cho anh em đam mê. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một số phụ kiện anh em chơi BCB. Đây là em có một số cành, khung, van, bình kính các bác nhá. Đấy, để cho các bác hôm nay một mức giá vô cùng hợp lý đấy. Đặc biệt là em có một cái cành TK Hồng Kông các bác nhá, thanh lý cho các bác giá 350.000 nhá. Đây, em có duy nhất một cái cành TK Hồng Kông này, thanh lý cho bác giá 350.000. Đây là cành 14 inch, hàng là hàng ngoại 2 các bác nhá. Đấy, bán cho các bác giá hạt rẻ nhá, rẻ như cho nhá, giá chỉ có 350.000 đấy. Giá này hiện tại em đang bán lỗ các bác nhá, đang bán lỗ. Nhập vào nó cũng cao hơn như này rồi, nhưng em có một cái này em để lâu rồi nhá, để lâu rồi nó han cái đuôi chuột này các bạn. Đấy, cành này thì là cành mới nhưng mà em vứt ở trong kho lâu ngày, hôm nay em mới lục kho em sờ thấy thì thanh lý cho bác cái này 350.000, cành 14 inch nhá. Em có duy nhất một cái nhá, thanh lý cho bác đấy. 350.000, các bác nào bồ kết thì gọi điện đến hai đầu số trên của shop. Các bác bảo em ơi bán cho anh một cành TK 5.5 nhá, 14 inch. Giá 350.000 thanh lý đấy. Các bác lưu ý nhé, em có một cái cành này bác nào nhanh tay thì được nhé. Đấy, một cái cành này nhanh tay thì được đấy. Ở đây em sẽ giới thiệu cho bác về cái mẫu cành TK của em các bác nhé. Đấy, cành TK loại 1 nhé. Đấy, cành TK loại 1 đây, giới thiệu cho bác cành TK loại 1 TK Hồng Kông VIP PCB QD818 các bác nhé. Đây, cái này có tem 7 màu bảo hành. Cái này khương thì sẽ là khương tròn các bác, khương là không vuông. Cành là cành 10 khương các bác nhé, không vuông. Đấy, cái này thì có đầy đủ size số cho bác 14 inch, 16 inch và 20 inch nhé. Cái này hiện tại bên em cũng đang bán giảm giá nhé. Giá thị trường đang niêm yết 2.1 triệu, em bán cho các bác giá công khai 1.700.000 nhé. Vì trong tháng này bên em đang có chương trình khuyến mại các bác, bán giảm giá cho các cành TK loại 1 giá còn 1.700.000. Cái này bao trụm cho các khoảng 100 đến 120 mét, nhặt mùi mỏi tay các bác nhé. Đấy, cái cành TK Hồng Kông loại 1 này thì chất lượng thì đã được thời gian chứng minh, anh em sử dụng rất chi là nhiều, bền bỉ theo thời gian nhé. Cành loại 1 này thì bán cho các bác giá công khai nhé, 1.700.000 nhé. Đây là giá khuyến mại cho các bác nhé. Đấy, tiếp theo em giới thiệu cho các bác về cái mẫu cành loại 2 nhé. Cành loại 2 này thì giá niêm yết trên thị trường cũng đang bán là đây. Cái này thì cành loại 2 thì giá trên thị trường đang bán là 1.200.000, bên em cũng đang giảm giá còn 900.000 các bác nhá. Đấy, cành này 20 inch, 14 inch và 16 inch có hết, cành loại 2 các bác nhá. Đấy, cái này thì cũng là 10 khương nhưng mà khương tròn các bác nhá. Đấy, tiền nào thì của đấy rồi, giá cả luôn đi đôi với chất lượng nhá. Cái này em bán giảm giá cho các bác còn 900.000, 900.000 cho một cái cành TK Hồng Kông, quá rẻ đúng không các bác? Rẻ như cho, rẻ tột quần luôn các bác, không đâu rẻ. Không bao giờ thời điểm nào là rẻ như bây giờ các bác nhé. Đấy, đấy thì các bác nào muốn mua cành thanh lý nhá thì gọi điện đến hai đầu số của shop và em ơi bán cho anh một cành thanh lý nhá, 14 inch. Đấy, em có duy nhất một cái cành này thanh lý là giá 350.000 nhá, chưa bao gồm cước phí vận chuyển nhá, cước đến tận nhà thì các bác chịu trả cước cho em nhé. Đây, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về mấy cái mẫu, ba cái mẫu laser và một mẫu kính bắn nhanh đang làm mưa làm gió trên thị trường, anh em sử dụng rất là nhiều các bác nhé. Đây, đầu tiên giới thiệu cho anh em về mẫu kính bắn nhanh Busy các bác nhé. Mẫu kính bắn nhanh Busy này bán khuyến mại cho các bác giá 300.000 nhé. Giá 300.000 quá rẻ đúng không? Cái này thì nó sẽ có hai tia các bác nhé, một là tia xanh, hai là tia đỏ nhé, để cho anh em chơi. Đây, cái này có tia xanh và tia đỏ để cho anh em chơi nhé. Nó tia xanh và tia đỏ nó sẽ có 4 cấp độ nhé, vừa và to và mạnh các bác nhé. Đấy, và siêu mạnh đấy. Cái này dây thì sẽ có cho anh em lắp dây 11 và dây 20 nhé. Đấy, dây 11, dây 20. Giá công khai cho các bác 300.000 nhé. Cái này giá thị trường đang bán 400.000, em bán cho các bác 300.000 nhé. Bán để lấy chỗ đi lại, lấy chỗ giao lưu thôi nhé. Bán cho anh em lại mỗi cái tình cảm thôi. Đây, tiếp theo lại bán cho anh em, lên cho anh em cái mẫu laser đầu đạn nhé. Mẫu laser đầu đạn nhé. Mẫu laser đầu đạn này thì phụ kiện đi kèm bao gồm một cái kẹp dây 11 và 20 các bác nhé. Một cái kẹp dây, cái này có cả kẹp nòng các bác nhé. Đấy, kẹp nòng nhé. Đấy, kẹp nòng cho các bác, đuôi chuột này. Và sẽ các bác mua sẽ có theo một cái sạc pin nhé. Đấy, cái này thì hiện tại em đang bán nhé. Tia đỏ thì là 250.000 nhé, tia xanh là 300 nhé. Tia đỏ 250.000, tia xanh 300, laser đầu đạn các bác nhé. Đấy, các bác nào muốn mua gọi điện đến hai đầu số của shop nhé. Các bác bảo em ơi bán cho một cái laser đầu đạn nhé, tia đỏ là 250.000, tia xanh là 300, vào việc cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác mua hàng được quyền kiểm tra hàng, kiểm tra hàng trước khi nhận, đấy là quyền lợi của anh em nhé. Bên em sẽ miễn phí cước vận chuyển đến tận nhà cho các bác 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc nhé. Ok nhé. Đây, tiếp theo lên cho bác cái mẫu laser thứ hai.
Đây là mẫu laser ống nhé, mẫu laser ống đây. Cái này thì các bác chỉnh tâm chỉnh tia ở đây nhé, chỉnh tâm ở đây, chỉnh lên xuống ở đây, sang trái sang phải ở đây nhé. Chỉnh tia thì các bác xoáy cái này ra, chỉnh tia ở trong này cho em nhé. Thì một cái video nào đấy em sẽ hướng dẫn cho các bác cách chỉnh tâm to tâm bé đó nhé. Đấy, cái này thì phụ kiện đi kèm nhé, cũng bao gồm một đôi chuột nữa đấy. Cái này là kẹp nòng nhé, đấy một cái kẹp nòng này, nó cũng có theo một cái kẹp dây đây các bác nhé. Đây kẹp dây cho các bác nhé, kẹp dây 11 đấy. Một cái sạc pin đấy, một cái sạc pin rất chi là tiện lợi đúng không các bác. Cái mẫu này thì nó cao cấp hơn một chút, giá nó cũng cao hơn một tẹo các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thì tia xanh hiện tại đang được bên em bán với giá 330.000 nhá, tia đỏ là 300.000 nhá. Đấy, bán cho các bác một mức giá vô cùng rẻ đúng không, rẻ nhất, rẻ nhất thị trường các bác nhé. Tia xanh là 330.000, tia đỏ là 300 các bác nhé. Đấy, laser to nhá, cái này là laser đầu đạn, tia đỏ là 250, tia xanh là 300 nhá. Cái này là kính bắn nhanh bút neo nhá, kính bắn nhanh bút neo 1x40 RD các bác nhé, bán giá hạt rẻ cho các bác 300.000 nhá. Đây, hôm nay em có một cái bộ bán gấp rút này nhá, bán gấp rút này thanh lý cho các bác nhá, thanh lý cho các bác 350.000 nhá, 350.000 một bộ bán gấp rút nhá. Em tìm trong kho có một bộ nào sót thì bán cho các bác 350.000 bán gấp rút nhá. Đấy, dùng cho FX, các bác nào chơi FX thì các bác hỏng bán hư bán các bác lấy bộ bán gấp rút này nhá, 350.000 cực kỳ là rẻ cho anh em nhá, giá thị trường người ta phải bán 450-500, bán cho các bác 350.000 thôi. Đây, tiếp theo giới thiệu đến anh em cái mẫu laser thứ ba, đây là mẫu laser đại bàng các bác nhé, mẫu laser đại bàng này thì cái này nó có đèn pin các bác nhé, tích hợp đèn pin rất chi là tiện lợi cho anh em khi đi săn đêm nhé, còn ban ngày mình dùng laser cũng được. Đây, cái này tia đỏ thì hiện tại đang được bên em bán với giá, xem nào, cái laser đại bàng này tia đỏ bên em đang bán với giá 400 các bác nhé, tia xanh thì bán cho các bác giá 450.000 nhá, có đèn pin rất chi là xịn sò anh em ạ. Đấy, cái này phụ kiện thì bao gồm một đôi chuột các bác nhé. Đây, cái này thì nó sẽ có hai dây, một là dây 11, hai là dây 20 để anh em lắp nhé. Anh em vừa dây nào thì anh em lắp dây đấy. Có đôi chuột cho anh em nhé, có đôi chuột để anh em bật laser nhé. Đấy, cái này có sạc cho các bác nhé, có sạc cho các bác này. Đấy, phụ kiện đầy đủ nhé. Tia xanh thì là 450.000, tia đỏ thì 400 thôi các bác nhé. Đấy, một mức giá vô cùng hợp lý. Các bác nào theo dõi kênh yêu quý thì các bác hãy ấn đăng ký kênh cho em nhé. Thì trong những cái video sau lúc nào rảnh em có thời gian em sẽ làm những cái mini game để tặng quà cho các bác nhé. Đấy, bây giờ thì em đúng là các bác cứ ấn đăng ký kênh, em sẽ có mini game tặng quà cho các bác. Đây, tiếp theo giới thiệu đến anh em cái mẫu kính Discovery VTR các bác nhé. Đấy, cái này là 3-12x40 nhé. Cái này thì em cũng còn một cái ở trong kho nhé, nó bị mất cái bộ chân kính, mất bộ chân kính nhá, mất bộ chân kính thì em bán thanh lý cho các bác nhá, giá 750.000 nhá. Cái này người ta đang bán 900 cho đến 1 triệu nhá, cái này mất bộ chân kính bán cho các bác giá 750.000 đấy, để cho lên đường nhá. Các bác nào cần thì vào việc cho em nhá, các bác gọi đến hai đầu số và em ơi bán cho một cái kính 3-12x40 nhá. Cái này các bác lưu ý nhá, nó không có bộ chân kính nhá, em bán thanh lý cho các bác giá 750.000 nhá. Đấy, các bác nào thích thì vào việc luôn nhá, gọi điện đến vào việc. Tiếp theo giới thiệu cho các bác, đây là mẫu kính VTR 4-16x42 AOC nhé. Cái này thì đời mới có vỉ cài kẹo này, có đèn hồng tâm này. Đấy, cái này thì giá thị trường đang bán là 1 triệu nhé. Hôm nay em bán khuyến mại cho các bác 950.000 nhé, 950.000 đấy, 950.000 bao ship đến tận nhà cho anh em nhé. Trong tầm tiền 1 triệu không có con kính nào vượt mặt được qua con kính VTR 4-16 này các bác nhé. Đấy, các bác nào dùng cho condo hoặc truyền thống các bác lấy cây kính này thì tuyệt vời ông mặt trời nhé, bán giảm giá cho các bác 950.000 nhé. Ok, đây bác nào bình nhé, bình thì hôm nay em có một cái bình đít, bình đít bằng này, bình đít bằng nhá, bình nhôm nhá. Cái bình này là bình bình 330 nhá. Anh em nào dùng mini, những cây tam non mini nhá, thì anh em dùng cái bình này rất chi là ok, thì em bán cho các bác giá hạt rẻ nhá, 450.000 nhá, 450.000 cho cái mẫu bình này nhá. Cái này thì anh em có thể bao cho anh em chứa khoảng độ tầm 180-200 hoặc 220 cân, rất chi là ok nhá. Sơn anốt trong ngoài, gen thì là dày nhá các bác nhá. Đấy, cái này bán giảm giá cho các bác 450.000 nhá, bình nhôm đít bằng các bác nhá. Đấy, còn cái bình nhôm đít tròn thì giá nó cao hơn một chút. Đây, em giới thiệu cho các bác về cái mẫu bình carbon nhá, cái bình carbon. Đây, bình carbon này thì giá thị trường đang bán là
2 triệu nhá, em bán cho các bác giá 1 triệu 900 nghìn các bác nhá, bình carbon nhá, bình carbon đấy, có đầy đủ size số kích thước cho các bác nhá. Không bình 036, 042 và 0.5 các bác nhá. Đấy, giá hôm nay bán cho các bác chỉ 1 triệu 900 nghìn nhá. Đấy, còn nếu các bác nào mua theo cái van thì em sẽ bán van cho bác giá cực kỳ là rẻ nhá. Ví dụ như cái van cricket hộp mở này thì giá thị trường đang bán 900 nghìn, em cũng đang bán 900 nghìn, nhưng các bác mua theo bình carbon này em bán cho bác 800 nghìn nhá. Đấy, các bác thấy ok chưa? Các bác đến với em thì để cho bác một mức giá vô cùng phải chăng nhá. Đấy, nếu các bác lấy combo cả bình cả van thì em bán cho bác cái van này chỉ có 800 nghìn thôi nhá. Đấy, lãi mỗi cái bình, còn cái van không lãi, bán cho bác giá giao lưu nhá. Ok, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho bác về cái bộ khung nhá. Đây anh em chơi thì em lên cho các bác một bộ khung xương cá nhé, một bộ khung xương cá thẳng dài nhé, các bác nhìn rất chi là đẹp và thời trang nhé. Cái mẫu này là mẫu mới nhất, hot nhất 2022, đang làm mưa làm gió trên thị trường, anh em săn đón rất chi là nhiều, hàng về đến đâu hết đến đấy các bác nhé. Đấy, cái mẫu khung xương cá thẳng dài này combo nhé, em báo giá combo cho các bác luôn, một khung này, một ruột này, một bộ cò ba mảnh nhé, và một bộ tay cầm gỗ hai mảnh gỗ mun xịn sò cho các bác nhé. Cái này thì giá công khai trên thị trường đang bán là 1 triệu 400 nghìn, hôm nay em bán cho bác giảm giá còn 1 triệu 200 nghìn nhé. 1 triệu 200 nghìn quá rẻ, không bao giờ rẻ như bây giờ các bác nhé. Đấy, giá chỉ có 1 triệu 200 nghìn thôi, combo bộ co khung thẳng dài Tanoan nhé. Nếu các bác nào muốn chơi Tanoan mini nhé thì cũng combo một bộ như thế thôi nhé. Một bộ đây, một bộ cũng bao gồm một bộ tay cầm gỗ hai mảnh này, cò ba mảnh này, ruột nhé. Combo cái này cũng đồng giá cho bác giá 1 triệu 200 nghìn nhé. Đấy, riêng các bác đến với em để cho các bác một mức giá vô cùng hợp lý nhé. 1 triệu 200 nghìn combo cho các bác thích lấy thẳng dài, lấy thích lấy Tanoan mini thì lấy nhé. Đây, hôm nay em xem nào, tiếp tục lên cho các bác về những cái mẫu giảm các bác nhé. Đấy, hôm nay em có hai cái giảm snipper, các bác nhé. Hai cái này là phi 30 các bác nhé, giảm snipper phi 30, giảm snipper, cái này là phi 35 rồi các bác. Đấy, giảm snipper phi 35 nhá, bán cho các bác giá hạt rẻ nhá, giá hạt rẻ 350 nghìn nhá, giảm snipper. Đấy, các bác nào mà chưa có giảm thì các bác lấy giảm snipper giá 350 nghìn, hoặc giảm sumo giá cũng 350 nghìn các bác nhá. Đấy, đồng giá snipper và sumo 350 nghìn nhá. Đấy, còn nếu các bác nào lấy giảm bút neo nhá, giảm bút neo tiến lùi ba khúc thì bên em đang có hai phiên bản, thứ nhất là phi 30 và phi 35. Cái phi 30 nhá thì bên em đang bán 350 nhá, phi 35 thì bán 400 các bác nhá. Đấy, phi 35 cái giảm bút neo này độ triệt âm cực kỳ là tốt các bác nhá. Đấy, cực kỳ là tốt. Thì các bác thích cái mẫu giảm nào thì bác gọi điện đến hai đầu số để đặt hàng về cho mình các bác nhá. Đấy, thì một cái video rất chỉ là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây nhá. Đây là những cái đồ thanh lý, thì các bác nào lưu ý, các bác nào bồ kết các bác gọi điện luôn, nhanh tay thì còn các bác nhá. Đấy, thì cái em bán hết cái đồ thanh lý thì em lại bán về giá niêm yết giá thị trường các bác nhé. Đấy, thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.